Rồi, chào buổi chiều ngày 5 tháng 10 2023 anh em cô chú ơi. Mời anh em cô chú vô ly tà một câu cái mình xô chiếc xe 204 còn dốc dốc mà anh em cô chú. Xe này cái máy khỏi phải bàn luôn nè, máy quá tài chất lượng. Dàn lông thì yếu yếu, bản số đẹp nè anh em. Anh em nào có túng phong thủy với cái bản số này anh em mua nguyên cái sườn lóc giấy này, nguyên cục máy này về chơi luôn anh em, khỏi tháo, khỏi tháo sườn thì hết phương cái sườn này, sườn này chê là không có nói chuyện nữa, tháo ra mà mua về chê là không có coi kênh phụ tùng Honda tí hon nữa, chân cẳng sắc sảo luôn. Cái máy màu máy này anh em cô chú, cái máy bình xăng con. Mình sơ qua dòng cho anh em coi cái soi anh em cô chú. Chúc anh em cô chú luôn luôn may mắn dồi dào sức khỏe anh em ơi, làm ăn phát tài, phát tài là làm nên tất cả anh em cô chú. Hôm nay tranh thủ gã sớm với chiều mưa gió bão bùng ngớ anh em ơi, mấy hôm nay mưa quá mưa không có cà clip thường cho anh em xem mấy máy cái màu chì này nè, chì là thứ này mới là thứ thiệt, không khi nào rửa được nha. Cái màu chì nó nổi lên hồi xưa cái còn mới đó, cái màu mới của nó, nó non eo non ngọt là nó vậy á, non eo non ngọt. Trời ơi, đầu đầu lấy dít nhắm thử cái nút này ra thử cái nó tắn cụ đề ghim nè, cái lóc mỏng lóc giữa lóc số à, gắn cẩn thận để tay không nổi gì ra, không nổi thì thôi. Trời đất ơi, cái hoa lăng nó nhấp nhấp đề thứ cái có chỗ nào xét không? Ôi ôi, chắc lưỡi hết hà anh em ơi. Rồi thôi, thôi được rồi, phong thủy của nó quá tốt rồi. Cái sườn lốc giấy xe này anh em nào mua mình bán cho anh em nè, máy cục máy giò, không có giò số giò đạp gác chân gì thôi, cục máy với cái bình xăng con với sườn giấy thôi mình bán cho anh em 8,5 triệu. Còn anh em nào lấy cái máy không 7 triệu, 7 triệu là máy với bình xăng con, tội lỗi vậy đó, không có cần số giò đạp dây sườn dây xiết gì tân anh em một chút vậy đó, tại nó quá đẹp anh em, nếu mà kèm mấy cái đó vô nữa anh em thêm tiền. Rồi qua đây đề thử cái máy nó nổ cái anh em nghe tê tái luôn, nghe tới nó im gì mà nó im tê cẳng ngỗng luôn anh em. Nó nổ rồi, nồi không có hú nữa anh em, gió nhẹ theo kiểu nhà máy, bên sườn ghim anh em, bên sườn kiểu dách ít nó lú đầu lên, bên sườn này cỡ 200 ngàn cục anh em. Anh em để ý cái xe mà cái đát này còn ha, mấy xe phong thủy nó tốt không bao giờ tệ, xe đẹp mà mất cái đát này rồi là cũng hơi tiếc anh em, cũng không hẳn là tệ mà hơi tiếc. Thường cái xe còn cái ống hơi màu mỡ cỡ dày là nó phải đẹp, máy ngon. Anh em thấy cái nước nhôm nó co sần co ốc nữa. Về lại cho anh em nghe cái nữa. Ấn vô. Lột ra nè. Chắc nít anh em. Cái màu chì đó nè anh em cô chú. Cái bô này tôi nghi cái bô hàng mới anh em, bô ghim hàng mới hãng Honda có oxy, co đồ còn chưa mục nữa. Thử nồi cho anh em coi, cái nồi tê tái luôn, ghim theo cái kiểu nó chứ không im, có gió anh em cô chú, gió nhiều nhà máy á, nó vậy á, không có hú mà nó gió, nói nó hú thì không đúng mà nói nó không hú là cũng không đúng. Mà nó cái tiếng nó gió nghe dễ thương anh em, chứ không phải cái kiểu mà nó hú phân phân quỷ gà hự gà hự gà hự nha. Gió kiểu 204 quan pha nó vậy anh em. Số 4. Còn số là không hú nha. Rồi, hết phường cái máy. Qua đây cho anh em nghe nó nổ cái này, nhẹ nhàng cái nữa. Hết kiểm tra phần máy anh em chú.
bình xăng màu mỡ đó nè anh em. Cái hoa lăng nó đẹp. Còn hoa lăng với cái đầu lồng này, cái nắp cò này thì phong thủy cái máy này quá chuẩn rồi nè. Diễn này. Ron non eo non ợt nè anh em thấy. Rồi, cái bộ áo xe này đèn trước đèn sau. Về nó có bể nè anh em, về gia cố nè. Anh em thấy phong thủy đó không? Nè, cái chân ba non. Sườn đó nè. Xe dạng con cưng. Nè, cái về nó xúc mà anh em, về anh em hàng là chỗ nào anh em coi bề hàng lại. Nè, bể nè. Bán đèn trước đèn sau 500 tặng cái bộ áo luôn. Anh em nào chơi. Mặt nạ rồi còn. Giờ tổng thể quần áo thấy được anh em chú, không đến đổi nhưng mà điều không có ngon đâu, nó không có, nó cũng lẻ mẻ vậy đó. Cái cớp thì còn cái gì nè, hàng lại nữa nhưng mà liền lạc áo ghiên theo xe liền lạc nè. Cái này chưa bể nè anh em. Vậy mấy anh em gốc giá kệ đi đồng đi bưng được anh em cô chú, có 500.000 anh em tự trả tiền ship nha. Thì có một số anh em thời gian gần đây hiểu lầm nói sao chuyển tiền rồi bắt trả tiền ship, tại mình đã bán đã giảm giá trong đó anh em cô chú, 500.000 cộng thêm tiền ship, tiền trước đèn sau, bộ áo 500 không có bẩn. Rồi cái đồng hồ này cái mặt kiến nó hơi tối, tặng theo cái mặt kiến này anh em, lấy mặt kiến này tôi đắp vô tôi gửi qua, tôi thay qua cho mấy anh em đẹp. Kiến này hơi ố mà. Do nó viết ba cái gì, cái viết bút xóa anh em cô chú, cái từ rửa dầu ra ố anh em, phải có bát cà na đánh ra mới được, còn không để tôi thế cái mặt kiến này qua. Bán anh em cái đồng hồ đẹp hết biết này luôn, kim nhảy nghiêm chỉnh luôn, không có rung lắc gì hết, chuẩn vô phương chuẩn luôn. Cái đồng hồ này 600 anh em, cái ghi đông cầm này 650 anh em cô chú, nút công tắc ghiên hết. Nó chát anh em ơi. 650. Gù à. Trứng cáp ngon lành. Quá đã nè. Rồi, tay heo dây này. Tay heo dây này nhẹ nhàng, bóp nhẹ nhàng luôn. Thẳng 8 tâm mà bớt anh em tâm, lấy anh em 7 tâm thôi, tay heo dây của quay ớt anh em cô chú. Anh em coi nó nhẹ nè. Không. Dây còn đã lắm anh em cô chú. Bán anh em 700.000 bộ tay heo dây. Heo à, heo của quay ớt. Giờ ớt ít siêu nhân anh em, kêu bằng cá lau kiến á. Nè, cái phuộc nó đem qua luôn nè, màu đen nè. Cái đầu kiến hết thường một tay heo dày. Rồi cái mâm này tuyệt vời luôn, cặp mâm của cá lau kiến anh em, mà like cái mâm sau, mâm sau hàng mới, mâm trước ghi theo xe nhưng mà cực kỳ đẹp, nó ngay như cái bánh tớt máy dầu luôn, không có quăng quanh gì hết. Tặng theo anh em cái đĩa luôn, phát anh em cặp mâm này cốt thước cốt sau cùi dĩa chứ cái đĩa dính vậy luôn, má thước má sau hết luôn. Đẹp à. Bán anh em 2.200.000. Anh em nào không lấy thì để tôi lưu kho, tôi để dành nữa, tôi kiếm cái mâm sao nữa, tôi để dành cho đủ cặp. Bị lẻ mẹ nè, Honda nè. Đẹp lắm, chưa có tài xước tân. Này mà được cặp ghiên bán còn 4.500.000 mà anh em, đẹp quá. Khô là anh em này phun dầu lên cái nó mới mung nha. Trời ơi cái mâm nó đẹp, quay bên đây cho anh em coi luôn. Cho anh em coi cái đồng hồ mét cái luôn, còn lên không? Lên rồi anh em. Tốc độ 20 mà không rung luôn ha. Xe này món nào nó cũng chuẩn anh em một chút. Cái nào tệ ra tệ, cái nào nó còn được nó chuẩn. Bình xăng con này anh em nào
mua là xứng đáng đồng tiền nha anh em nào theo dõi nha anh em. Nếu có máy bán không được tôi tháo bình xăng tôi bán đồ món cho anh em coi, bình xăng nó đã nó nổ anh em nghe rồi đó, hết biết không. Cái bô này á lâu ngày nó hơi cũ rồi, nó nổ tiếng giống gin rồi anh em, nè coi xe không có khói nha. Anh em chú, cái bô nó năm tâm anh em cô chú. Cặp gắt chân ốp nhôm này luôn, cái bát sắt ở tông nè. Hai cái thùng này ở ngoài ghim luôn nè anh em, đồ đẹp ạ. 250 ngàn anh em, đẹp quá nha. Thôi đẹp. Vừa đạp vừa số này. Thế anh em nào mua máy thì lấy luôn nha, còn anh em nào không mua máy thì tôi bán sao đi anh em. Hai dứt luôn ta. Chắc không có ai mua máy đâu, họ hỏi chứ họ không mua. Ít có mua máy anh em, giò đạp giò số này bán anh em. Hôm nay coi giò số coi. Dạ khá nè, hai ơi. Khá anh em ơi. 250 ngàn anh em cô chú, chân đạp chân số. Dục dục khá. Hụt sao của GSX siêu nhân nè anh em cô chú, nó đẹp nè. Hay là quay A gì đó, không gần nhưng mà bảo đảm anh em là hãng Honda Gin. Quay A là cái chắc nè, quay S nó đẹp, bóng lưỡng, GSX rồi nó hơi bông trơn nha. Dũng hơi hám bài bản luôn, chưa phục hồi. Mới ken luôn nè. Vô đồ dữ không ạ. 300 thôi anh em cô chú. 300 ngàn bao anh em xài, xứng đáng một tiền. Rồi cái sườn nè anh em. Cái gấp gạt te nữa nè anh em cứ soi nha. Gấp gạt te xe này 800 anh em cô chú, mà nó bị cái tem sờ sờ vậy nè. Anh em về lấy keo vuốt lên nha, dán keo lại. Keo tông á lợp ở ngoài. Bán lại cho anh em 600 cho anh em gia cố lại nè. Bán rẻ cho anh em, lý do tóc tem với gấp này khỏi chê. Bao anh em không một lúng. Thôi nè anh em coi phôi gạt te. Bị tóc miếng này bán anh em 600 đó. Không tóc 800 ngọt rớt luôn anh em. Gin 204 dày cui. Đẹp. Xuất sắc. Lý do 2 triệu là do nó like cái mâm này nè anh em cô chú. Mâm này mâm mới nè. Cũng Honda mà hàng này, hàng điếu anh em, hàng mới. Công ty nó làm chứ không phải hàng ghi theo xe. Này tâm nghề mới biết nha anh em. Anh em ngoài nhìn không nổi đâu, cứ nói. Cái này mà nói ghim không gành tay tông nghề, không cứ nói ghim bán anh em lầm. Chữ nghĩa y gan không khác gì hết anh em. Này Honda đàng hoàng. Nhưng người dân bán phụ tùng mới biết, bán theo cái sự hiểu biết của mình anh em cô chú chứ không có nói thừa. Mâm này nếu mà nó ngay như bánh tớn lấy dầu phải không? Mâm này mà theo không biết là nói mâm ghim là bán anh em cô chú cặp mâm này 3 triệu một xớt, tại vì nó cái mâm sau mới cái đáng lẽ cái má ngoài mà này nó đi má tông là giống như GSX đời mới anh em, quay S 10 rồi đó, full led rồi, đi má tông vậy đó, ngon lắm anh em xài đi đồng đi bưng đi cái này biết nào hư. Hai triệu hai anh em cô chú, má tước má sao cốt canh cùi dĩa đồ giao hết cho anh em cô chú. Xài đá đời không địa luôn. Bao anh em xài tới chết chưa hư gặp mâm này. Thứ này biết chừng nào mà hư nổi cái mâm này anh em của chú ơi. Gắt chân nè. Ây, tới nữa nè, cái gắt chân máy ghim nữa nè. Có hàng không tháo ra mới biết anh em ơi. Cái máy tòng dắt luôn nè chú. Bộ ba nắp cũng đẹp luôn. Bộ áo yếu quá anh em. Dắt tông xe thì thấy nó liền lạc y như cái nhà mình á. Để đứng nó lào lào chứ dở ra cọt kèo nó hư. Xe thấy đẹp chứ áo này tháo là bể dữ lắm anh em chú. Bán anh em chú cái đèn trước đèn sau với áo thì có 5 tầm
anh em phải trả 100 tiền ship nữa, 400 lắp vô xe Trung Quốc chạy đi làm, nó không có bay màu được cái đó anh em cô chú. Cái nào nó ấy ấy mình hàng mình canh lông đền gia cố lại đi. Rồi, cái yên hết biết cái yên anh em cô chú, nó có khồi đó, yên nó lợp lại anh em, nó đẹp, mới lợp đẹp. Cái anh em 350 ngàn cái yên nè, yên đất 204 anh em cô chú, phơm dáng đẹp cực kỳ, chưa có nứt bể gì hết, đất 204. Cái bát yên này 100 ngàn anh em, giao luôn cao su bát chặn gì hết cho anh em luôn. Thùng xăng này 300 thôi anh em cô chú, xăng cái nắp hết thường cái nắp, sáng giới luôn, chưa có xét ở trong ha, dốc dốc ở ngoài. Rồi cái bộ 3 món nè, học bình lường nước, học đồ nghề 100 ngàn nữa anh em, cái cản này 100 ngàn nữa anh em cô chú. Rồi anh em nào có bộ bản số đẹp, anh em nào có lấy 4 món này với cái nguyên cái máy luôn lấy, còn anh em nào không lấy thì lấy 4 món, 4 món mình bán cho anh em 2 triệu là sườn lóc giấy bản số. Rồi anh em nào lấy full hết nguyên cái máy luôn, cái máy gồm có bình xăng con, bao tử như tội lỗi vậy ha, với cái bộ giấy thôi là 8,5 triệu. Rồi anh em nào mua cái máy thì không 7 triệu. Rồi video đeo cũng hơi dài anh em cô chú ơi, hay tạm ngưng tháo rớt rẽn quay đăng lên nghe cho anh em cô chú xem ơi. Cái bô dễ hư anh em, bô có 500 ngàn, hàng mới xài đã, cái tiếng nổ giống ghim anh em ngồi nha, nghĩa nghĩa cái sườn cái nhắm vào được miếng, thấy không, hết phương không, đồ dây đó anh em cô chú, dây sườn xe này đẹp rồi chứ không phải chơi nè, chưa có rửa anh em. Mình bố anh em theo dõi đón mua dây sườn chủ đề nè, thấy cái đạp thắng là phái nè, số nè anh em, rõ băng luôn. Rồi mình tạm ngưng video anh em cô chú, cảm ơn anh em cô chú đã xem tin. Còn cái bộ áo 202 không còn nữa là anh em cô chú, có cái anh bên Bến Tre anh kêu đưa số tài khoản, anh mà quên cái số điện thoại anh mất tiêu, nó cho số tài khoản gửi lại bán quần áo này kìa, 2-3 người mua mà hôm nay lu bu rồi, cái mưa gió không có, gửi số tài khoản cho anh em cô chú. Cảm ơn anh em cô chú đã xem tin, cảm ơn anh em cô chú đã giới thiệu cho nhiều người xem, đã like cho mình cái phuộc, cái đâu xì dầu anh em thấy nó móc không, nếu mà nó xì dầu cái này đen mung rồi, tì nè anh em thấy tì. Hãy dám chưa bán cà mà chưa nói giá cặp phuộc này ta, 450 ngàn anh em cô chú, cặp phuộc đĩa nhúng 450 ngàn cho cặp phuộc GXX siêu nhân. Chào anh em, chào cô chú.